Chuyện gì đang xảy ra với các nhà thờ ở Pháp theo sau sự chế nhạo giáo hội tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 vào tháng trước? Giờ đây, một nhà thờ lịch sử của Pháp đã bị thiêu rụi bởi một đám cháy lớn. Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Saint-Omer, Pháp đã bị tàn phá bởi một vụ hỏa hoạn vào đêm ngày 2 tháng 9 năm 2024. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 4 giờ sáng, nhanh chóng lan ra mái nhà và tháp chuông, khiến chúng sụp đổ. Thật may mắn là không có ai bị thương, nhưng 60 cư dân địa phương đã được sơ tán để phòng ngừa. Nhờ hành động dũng cảm của cha Sébastien Roussel, Minh Thánh Chúa và 20 thánh tích đã được cứu. Nghi phạm Joël Vigoureux, một kẻ phạm tội nhiều lần, đã bị bắt giữ ngay sau khi ngọn lửa được 120 lính cứu hỏa khống chế. Vụ việc này phản ánh một vấn nạn đáng lo ngại, hơn 1.000 hành vi chống giáo hội được ghi nhận hàng năm ở Pháp. Với nhiều công trình biểu tượng như nhà thờ Đức Bà Paris và nhà thờ Rouen là nạn nhân của các vụ hỏa hoạn. Mặc dù thiệt hại là rất lớn, cộng đoàn địa phương đang chung tay để tái thiết nhà thờ. Ông Xavier Bertrand, chủ tịch vùng Hauts-de-France, đã cam kết hỗ trợ xây dựng lại di sản quý giá này. Câu hỏi cấp thiết nhiều người đặt ra lúc này đó là làm gì để gìn giữ đức tin và nơi thờ phượng của mình cho thế hệ tương lai.